Rồi chúng ta tiếp tục cho chủ đề 1, bài này là bài thực hành nhận biết một số loại phân hóa học thông thường. Thì đối với bài này thì chúng ta sẽ tiến hành làm thực hành với những cái thao tác. Nếu như ở nhà chúng ta mà có làm nông nghiệp, có một số loại phân, khi bố mẹ nhờ các bạn lấy thì các bạn sẽ biết được phân. Nếu nó là loại phân gì, là phân hữu cơ, phân vô cơ, thì chúng này chúng ta sẽ tìm hiểu về phân vô cơ, tức là phân hóa học đó. Thì các bạn nắm được những cái yếu tố về màu sắc hoặc là mùi thì chúng ta cũng sẽ đoán được phân, và chúng ta nếu mà bố mẹ có nhờ lấy thì các bạn sẽ biết đường lấy. Thì bài này thực hành thì do điều kiện chúng ta không làm được. Nhưng thầy sẽ khuyên các bạn, nếu nhà chúng ta có làm trồng cây kiểng hay là cây mà sử dụng đến phân, thì các bạn ở những tiết sau thì các bạn sẽ đem ra và các bạn làm theo nội dung hướng dẫn, xem các bạn có nhận biết được phân hay không. Còn không yêu cầu, nhắc lại các bạn là không yêu cầu chúng ta nộp mẫu gửi cho thầy nhé.